Hello Minh Quân. Hello. Ok. Hơi bé ha. Sao hôm nay cái loa nó bị hơi bé. Ok. Sorry Quân, hôm nay cô vào muộn một chút. Cô hôm nay cô đi phải đi cô đi về bị mưa tắc đường. Ok, Quân đã học bài của cô chưa? Ừ, cô kiểm tra bài nhá. Nào, nói cho cô biết từ dụng cụ tiếng Anh là gì? Là instrument. Instrument. Có phải instrument đâu. Đọc sai rồi. Instrument. Đáp instrument. Được chưa? Ok. Tiếp tục để nói cho cô biết. Từ đợi cô mở lên đã. Nào, tiếp tục này. Nói cho cô biết từ thực tế tiếng Anh là gì? Dạ. Thực tế, thực. Fact. Đọc lại cho cô. Fact. Ok. Tiếp tục, cô biết từ quá khứ anh là gì? Past. Past. Rồi, tốt. Tiếp tục này. Nói biết từ thực hành luyện tập tiếng Anh là gì? Thực hành luyện Practice. practice. Đọc lại cho Practice. cô. Practice. Practice. Ok. Tiếp Practice. tục cho cô biết từ giai điệu tiếng Anh là gì? Giai điệu là tune. Okay. Nhìn trên màn hình nhá, nhìn thẳng, học thuộc đây chứ không phải là nhìn vào vở đọc thôi nhá. Tiếp tục để nói cho cô từ kim tự tháp tiếng Anh là gì? Pyramid. Sai. Pyramid. Pyramid. Tiếp tục, nghệ sĩ. Nghệ sĩ là nghệ sĩ là artist, là họa sĩ. Đúng Còn rồi. nghệ sĩ Nghệ sĩ artist này. Còn nói cái gì đây? artist là họa sĩ. Không, họa sĩ là painter mà. Nghệ sĩ là những người làm về nghệ thuật. Nghệ thuật thì như là vẽ, là âm, là hát, vân vân. Cái gì thuộc nghệ thuật thì nó đều là nghệ sĩ. Đấy chưa? Còn họa sĩ là painter và artist nó cũng là họa sĩ. Bởi vì là họa sĩ cũng là một người nghệ sĩ, được chưa? Tiếp tục viết này, bức tranh thì anh là painting tiếp tục nói cho cô biết từ lịch sử tiếng Anh là gì? ạ. Là từ lịch sử History. Tiếp tục này, history. cái gì nhỉ? Khoa học tiếng Anh là gì? Cô đợi em tí. Dạ, khoa học tên em là Science Science, science. Có S ở ạ. cuối, đọc lại. Science. Ok, nói cho cô biết lý là gì? Từ chị ạ? Địa lý. Dạ, địa lý là geography. Đọc sai. Geography. Geography. Oh my god. Geography. Geography. Ok, được rồi. Nào, bây giờ mình sẽ học tiếp nhá. Hôm trước thì mình đến bài nghe. Đã được rồi đúng không? Thấy cô thấy gửi rồi. Nếu mình sẽ chữa cái bài tập về nhà xong. Nào, làm bài nghe cho cô nhá. Trong bài tập này thì con sẽ nghe và điền từ vào chỗ trống thôi. Mà có hiểu không ở Minh Quân? Minh Quân, Đó. bài này là nghe và điền từ vào chỗ trống, con có hiểu không? Đã có. Tập trung vào. Nào, bắt đầu nghe nhá. Nhớ, đối với bài này thì phải xác định tin, người ta hỏi về thông tin gì thì mới làm được, được chưa? Nào, bắt đầu nghe. 8E. School subjects. Listen and look. There is one example. Now, on Monday, remember, we don't have any classes because we're going on a study trip that day. Have you got a piece of paper? I want you to write some things. Okay. We can meet at the town square. Right.
Can you see the answer? Now you listen and write. We can see some art by Alex Magus at the museum. Can you spell that name for us? Yes, it's M-A-G-U-S. Thank you. Cool name. After that, we get on the bus and go to the library. Which bus, Miss Bridge? The number 57? No, that bus doesn't go to the library. But the number 28 does. Should we catch that one? Yes, we should. And when we get there, you can find out about the history of the sport that we're playing this month. You mean tennis? That's right, Charlie. Yes, and I'm good at it. I've got a really great tennis racket. Okay. And at 3 o'clock, we can go to the park. Great! And then please tell your parents to collect you back here at 4:30, under the big tree outside the school. Right. Now, one last thing. We can't have lunch at school that day, so... Can we buy some pancakes? There's a fantastic place where you go... No. Bring some sandwiches, Paul. Okay. Có lại không con? Dạ có. Ok. Đợi cô chút, cô chỉnh cái loa có bị bé không con? Dạ không ạ. Ok, nghe lại nhá. Vâng. 8E. School subjects. Listen and look. There is one example. Now, on Monday, remember, we don't have any classes because we're going on a study trip that day. Have you got a piece of paper? I want you to write some things. Okay. We can meet at the town square. Right. Can you see the answer? Now you listen and write. We can see some art by Alex Magus at the museum. Can you spell that name for us? Yes, it's M-A-G-U-S. Thank you. Cool name. After that, we get on the bus and go to the library. Which bus, Miss Bridge? The number 57? No, that bus doesn't go to the library. But the number 28 does. Should we catch that one? Yes, we should. And when we get there, you can find out about the history of the sport that we're playing this month. You mean tennis? That's right, Charlie. Yes, and I'm good at it. I've got a really great tennis racket. Okay. And at 3 o'clock, we can go to the park. Great! And then please tell your parents to collect you back here at 4:30, under the big tree outside the school. Right. Now, one last thing. We can't have lunch at school that day, so... Can we buy some pancakes? There's a fantastic place where you go... No. Bring some sandwiches, Paul. Okay. Ok, nào chữa bài nhá. Chưa ghi đáp án trên màn hình. Dạ. Chưa ghi đáp án trên màn hình. Tiểu Vở à? À vâng ạ, Tiểu Vở được ngay. Đây câu số 1 nào. See art by. Dạ. L. Magus. Đánh vần đi con. M. A. C. U. M. Đúng không? Có. Có viết nhé. Ok, tiếp tục câu số 2. Bus number. 28. 28.
Con Con Minh Vân nói ơi, gì? cô bảo con là con đọc đáp án lên, số bao nhiêu? Dạ số 2 là 28 ạ. 28, 28 đúng không? Vâng. Tiếp tục số 3. Số 3 là tennis ạ. Tennis. Số 4. Dạ 10 past 4. Chance, con đọc giờ lên. Dạ 10 past 4. Là mấy giờ? Dạ là 9 giờ 56. 9:56 á. 10 past 4. Ten past four mà lại là 9:56. Là 10 giờ 4 ạ. 10:04. Học lại về cách rồi, không có gì cả. Câu số 5. Số 5 đáp án. Số 5 đáp án là sandwich. Sai nhiều đấy. Nào chưa À bạn? Câu số 1. Marcus chính xác. Câu số 2 chính xác. Câu số 3 đúng. Câu số 4 phải sai. 4:30. Nếu kể cả nếu con nghe là 10 past 4 thì nó cũng không thể là 10:04 được. Cô dạy con rồi. Past là giờ hơn, có nghĩa là đi qua. Đằng trước past sẽ là phút. Vậy cái này là 10 phút đi qua số 4 thì phải là 4:10. Không nhớ rồi. Về học lại, cô đã cho con ghi cách đọc giờ rồi đúng không? Về học lại ngay. Hôm sau cô sẽ kiểm tra hết cách đọc giờ đấy nhá. Rõ chưa? Hai cách đọc giờ thông thường này, một cách đọc giờ hơn, một cách đọc giờ kém, con phải học thuộc hết. Rõ chưa Minh Quân? Tiếp tục câu này rồi. Xem lấy con. Sandwich đúng lúc nãy khi mà cô viết đáp án cô đã thấy sai rồi. Bởi vì sandwich nó là danh từ đếm được. Mà đã là danh từ đếm được thì một phải có ơ hoặc ân, bước hai là nếu mà nhiều thì phải thêm e hoặc là s. Ở đây kết thúc là ch thì sẽ thêm es, nhưng con không có ơ ân nhưng con cũng không có số nhiều. Lỗi rất. Án của bài này chưa? Nào cô chữa lại câu số 4. 8 E. Cool, we can go to the park. Great. And then please tell your parents to collect you back here at 4:30. Past 4. Half là một nửa, nghĩa là 30 phút. Một nửa của 1 giờ là 30 phút. Half past 4 có nghĩa là qua số 4 là 30 phút thì có nghĩa là 4:30 phút thôi. Đã hiểu chưa? Rồi. Nhớ nhá. Nào chưa bạn nhà, chưa chấm số 1 à. Để cô mở đây luôn. Chưa chấm số 1 là chưa. Chính xác. Chấm số 2. Years old, chính xác. Số 3. Chính xác, chỗ trống số 4. Chỗ trống số 4 là pictures about hả? No. Bức tranh về cái gì? Nó không phải about, phải tiếng Việt về là about con ạ. Bức tranh về sẽ là picture of nhá. Được chưa? Tiếng Việt thì mình nói về, về trong tiếng Anh nó là about. Nhưng mà nó là sai nhá. Nó sẽ có một cụm là picture of something hay là photo or something, bức ảnh hoặc là bức tranh về cái gì đó, hiểu chưa? À, tiếp tục. Dàn, ok. Bài này có tự làm không? Có. Tự làm hết. Vâng. Được, thế thì được đấy. Ok, khá tốt. Cô tưởng, cô đoán là có sự của chị. Nhưng mà tự làm hết thì giỏi đấy. Ok, nào bây giờ mình sẽ đọc cái bài này nhé. Đọc bài này. Sau đó là cô dịch và sau đó con đọc cho cô nghe. Hi Mark, sending you this email because you weren't able to answer. In Mr. Bach's class, we had to answer some questions about the period in a quiz. It was very interesting. Some of them are 5,000 years old.
I'd like to do a project about them. Did you know that? For homework, we must find out more things about them. So, look for pictures of the pyramids and read more about them on your tablet. You could write something about them too, if you like, but no more, but not more than 100 words. See you tomorrow, Frank. Xin chào Matt, tôi gửi cho bạn bức thư điện tử này vì là bạn không đi học ngày hôm nay. Ở trong lớp học của thầy Park thì chúng tớ đã phải trả lời các cái câu hỏi về kim tự tháp trong một bài kiểm tra ngắn. Thật là thú vị. À, một trong số những kim tự tháp thì đã 5.000 tuổi rồi đấy. Tớ rất là thích làm những cái dự án về chúng. Cậu có biết không? À, bài tập về nhà thì chúng ta sẽ phải tìm ra nhiều thông tin hơn về kim tự tháp. Thế nên là hãy tìm những cái bức ảnh về kim tự tháp hay là đọc về chúng nhiều hơn trên mạch bảng nhé. Cậu cũng nên viết một điều gì đó về chúng nữa nếu mà cậu thích, nhưng mà không quá 100 từ nhé. Hẹn gặp lại cậu. Hi Frank. Đã rõ cái bức thư này không? Rồi. Ok, nào con đọc cho cô nghe. Hi Matt, I'm sending you this email because you were at school today. In meet about the class, we had to answer some questions about the pyramid in the quiz. It was very interesting. Some of them are 5,000 years old. I'd like to do a project about them. Did you know that for homework, we must find out more things about them. So look for pictures of the pyramids or read more about them on the tablet. You could write something about them too if you like, but not more than 100 words. See you tomorrow, Frank. Những cái từ mà cô gạch chân là những từ mà đọc sai. Thứ nhất này, quá khứ to be, were thêm not, đọc là weren't. Và đọc là... Tiếp tục cái số từ câu hỏi, con đọc là question. Sao lại đọc là question? S và T khi đi với nhau thì nó sẽ tạo thành âm tr. Question. Tiếp tục đọc cái này, đọc là pyramid nha. Pyramid. Tiếp tục year, rõ ràng con không đọc S, year. Tiếp tục này, fight, có âm D cuối, out, có âm T cuối, hoàn toàn không đọc âm đuôi. Things, cô đã dạy rồi, cách đọc âm thờ là đặt lưỡi giữa hai răng, răng cửa trên và răng cửa dưới, nhưng con lại đọc thành thing. It's not thing, thing is not English. Things. Things. The. Things. Things. Vẫn là thing, thờ, con đang đọc thành thờ. Nhưng mà cái hơi của con nó phải tạo ra khi mà con đặt lưỡi giữa hai răng cửa trên và răng cửa dưới. The things. Things. Chứ không phải là things. The things. Mới đúng. About cũng không có âm đuôi. Hầu hết các âm đuôi thì con đều không có, kể cả âm S hay là TD. Con sẽ phải sửa đấy. Bởi vì âm đuôi cũng là một trong số các âm. Không có cái âm đuôi thì nó không thể tạo thành cái từ đấy được. Con mà không đọc âm đuôi thì định là con đọc sai cái từ đấy. Và chính xác là con đọc sai luôn đấy. Lưu ý đọc thì phải chú ý đọc âm đuôi. Được chưa? Ngày xưa cô cũng cứ tưởng là đọc nhanh thì sẽ đọc hay, mà không phải. Đọc đúng mới là đọc hay. Được chưa? Cố gắng đọc nhanh. Mà phải đọc đúng trước đã. Được chưa? Tiếp tục nha. Ok, trả lời câu hỏi cho cô. So, do you use the internet or an app? No, I don't. Sai. Sao bây giờ vẫn còn xác định sai câu hỏi thế? Mặc dù đây là câu hỏi có trợ động từ ở đầu câu nhưng mà lại có từ are. Vậy thì câu này không trả lời dạng yes or no mà phải là đưa ra sự lựa chọn. Một là con sẽ chọn the internet, hai là an app. Nào. An app. Tiếp tục. Do you read books? Yes, I do. Do you watch DVDs or television programs?
I watch television programs. Không phải là tele đâu nha, television. 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 Cho âm và âm đầu tiên, television. Television. Ok. Nào, chọn câu trả lời đúng cho câu mỗi câu hỏi, được chưa? Đây là hoàn thành cuộc hội thoại, có hiểu bài này không? Có. Làm đi. Ok, chữ bài nhá. Number one. Đấy, chính xác. Number two. Chính xác. G, three, chính xác. D and C. Rất tốt. Nào, bây giờ cô sẽ là Mr. Spring và con sẽ là Michael và mình cùng thực hiện cuộc hội thoại này nhá. Ok, so hello Michael. Hello, Mr. Spring. I see you're in your school uniform. Yes, we have to wear this jacket and towels. Đọc cái gì đấy? Cái từ đấy là từ quần học rồi thầy. Trousers. Trouser. Cái từ này này con. Con đọc to lên cho cô nghe. Trousers. Không phải là trousers đâu nhá. Trousers được chưa nào? Đó là cái từ quần học rồi thầy. Tiếp tục. Trousers. Do you like school? I love it. Cái từ sau là đọc là gì hả cô? Actually. Actually. What is your best subject? I'm good at math. It's very interesting. What job do you want to do in the future? I'd like to design cars or motorbikes. Đọc sai, cái từ này có nghĩa là gì? Dạ, thiết kế ạ. Cái từ này có phải là đầy sai không? Design, design, design. Design. Design, car and motorbikes. So what job do you want to do in the future? Cô để một tí nó đang quảng cáo không? Rồi. I'd like to design cars or motorbikes. Which university do you want to go? I'm not sure. I'd like to study in another city, I think. Like I think, right? Think. I think. Tiếp tục. Nào, bây giờ thì mình sẽ đến cái phần ôn tập phần nghe nhá. Phát ra vào lại cho cô.